giờ lại trở về Hoài Đức rồi chú. Đấy. Cái dối Giang Tùng. Chú này chở cái dùi to thế. Hôm nay bán được 6 cây à? Cái dù đấy thì bao nhiêu tiền chú? Cái này à? Triệu rưỡi à? Tối em có ông nào ông hỏi ông nha. Bán mất thì thôi. 1,5 triệu. Cây dưới là bán bao nhiêu tiền chú? Cháu xem có ai thích không. À, hai cây dưới. Một cây cục cục này này. U cục này. À, cây là bao nhiêu tiền? 1,2 triệu. Còn cái cây kia? Cây kia 1,5 triệu. Cây du ở góc này. Du góc này. Du này à? À. Cây 500. 500 à? Cái con cây ổi này. 450 cái ổi này. Cái ổi ấy mà. 400. Cái này à? 500. Du ngoài này. Không có, mình phải tên lọc là không. Du, nhất du nhì dưới, chú có cả. Đây, con du nữa. Nghệ nhân Phan Văn Khải. Cái này như kiểu cành này. Không, đây là cái hạt, cái hạt. Dưới. Cây này nặng ghê đấy nhỉ. Vẫn phải chẳng. Ui ôi, con chó này. Một ngày à. Hôm nay bán được có nhiều không chú? Hôm nay bán được mấy cây chú? Hôm nay bán được mấy cây ạ? Chú Phan Văn Khải, sáng nay cháu đi làm, không ra được. Thế à, sáng nay nhiều lắm rồi chú. Sáng nay nhiều cây đẹp à? Ê, tiếc quá. Đây, mấy cây du của chú Phan Văn Khải này. Bán từ sáng nhưng mà chiều ấy nán lại. Bán tiếp, đến tối mới về. Đấy, cho phục vụ bác nào ra muộn nhé, như em hoặc như các bác nào ra muộn. Sáng nay mà ra được chiếc thì sướng. Hôm nay bận quá, hôm nay đi họp nên là không trốn được. Đây, phụ du nhất du như dưới đây. Nó nào mà mua về thì làm kỹ lại nha. Lũa thêm cái thân nó tí ở dưới này, nó sẵn lũa rồi này các bạn. Nhất du như dưới đó. Đấy, rồi. Đậm cả nước này. Tùng khối quân tử lệ xòe quá. Ôi giời.
mua cây tùng được, được cây chuối này. Các em du lòng ngoằng. Du dưới nhì, nhưng mà hôm nay dưới thì lại nhất là hơn cả rùa. Toàn ba hôm nay đấy. Cảnh này khá điệu đà đấy. Đổ rất là sâu, đổ rất sâu nhé. Tam đại đồng đường ơi, tam đại đồng đường ơi. Bên góc bên này đống tùng cối này, khôi này. Cũng là ổn ổn đấy, cây này hay này, có cây này hay này. Ai ông này hay này. Sao quay tí? Cô lắm xanh ấy, hôm nay cô lắm xanh ấy. Ui, mấy cây này to quá. Rồi. Quá to. Ngoài trời, to quá. Một góc khác của chợ. Ngoài cô này có rất nhiều cây. Mình sẽ quay. Đây có cái con xanh này hay này. Con này cũng hay này. Đôi xanh nó to, to quá mà để trong xó khó quay. Yeah.
thầy rất thích cái cây này.